chạy qua rồi Hiếu ơi. Má không thấy gì luôn. Không số chưa, nhảy số chưa? Nãy giờ đang trực tiếp. Trực tiếp luôn hả? Đó, nó đó. Má nó đi kiểu này bò. Trời ơi, cho em thử miếng thiếu ơi. Phê rồi, phê rồi. Lấy nước đổ má nóng rồi đó. Cảm giác nãy đụng đụng cảm giác nóng á. Vậy cái máy làm chi vậy? Sao không chạy nè. Không quá nãy mới điện cái gì vậy? Điện. Bò nhanh Thuận ơi. Con thứ hai nhanh Thuận ơi. Má. Nãy kêu đồ ăn không? Dạ mãn nguyện với anh Thiếu. Ta để qua kia coi coi coi. Rồi nói rồi nha, nói nha. Hồi nãy anh ừ quên. Nó táp hụt hai cái rồi, cái thứ ba cũng phải ăn chứ. Quá tam ba bận mà. Máy chạy thấy sợ luôn á. Hai chồng nói hoài nghe là. Cho vô nồi hết đi tiền ơi. Má chạy. Năm rồi đổi hang ổng đi đi ăn mồi hoài không đâu. Ừ. Bò chắc luôn rồi, chắc luôn. Chắc luôn nó, hồi nãy nó lên kỳ lớn lắm ở ngoài kia em thấy mà, nãy con anh đưa em cầm. Thấy không? Sao không thấy? Con thấy giờ mới ghê chứ. Không, nãy hồi nãy con nãy 27 kg cho ngày mai chung nhật tôi nói ghê. Đem lại xem nha. 24 rồi. À 24 rồi. Ngon á, ngon lắm á anh Thân ơi. 27 con người luôn á, nhảy hồ luôn á. Xài dây anh Thân nha, mọi người. Chị ít tay nha. Ít tay nha. Cảo bò luôn á. Phải qua cái hỏi con gai mới biết bắt bò sao mới được. Con này là sóc gì lên kỳ rồi mà nãy nó lên. Nó nhẹ cũng đâu cần, nó cũng đâu cần không? Không. Không nãy giờ tực tực mấy lần. Nó tực tực luôn á, nãy đưa con nó chạy như cái máy vậy tùy tao con mạch mẹ. Bồi chắc bồi. Quá đẹp bồi. Bự. Chứ mà em tư. Lạng quạng hồi bắt nữa. Thẳng cây. Má nó trôi rồi. Cái dây quýnh ở ngoài kia nó trôi rồi. Ơi rồi từ nơi ê chạy ít tay của anh Thân. Ừ. Rồi anh Thân à, Thân đang coi quá trời luôn. Có sóc chi vậy, vụ hồi nãy vụ hoài rồi. Ủa dưới cùi giờ quay con nào? Đang quay đâu hả? Quay thì đang quay tim nè. Hai con bò chứ được nhiêu đâu. Há nói vậy hồi ta chửi bố láo chắc luôn. Quất cái lúc phao luôn. Mới lên phao, lên lên. Bố boy, lên đây cưng. Hiếu bắt bò nữa phải nồi rồi anh Phú kêu. Phải vậy với anh Phú. Hên thôi, hên thôi.
hình thôi nha, thiếu nè, đâu cho cái mặt bắt bò thôi. 7 rồi, 7 nha, không có chơi cái nhà nha. Má gì mà hai cây gì? Chết rồi, chết rồi anh Tiền. Ai đừng nói thằng bò lớn, thằng bò con. Hỏi không con nào ngồi đó nữa. Bò ngang rồi chứ nơi. Đó chưa, đó chưa. Hả? Thấy chưa? Chưa thấy, nhưng mà bò chết. Má lên phao rồi. Thôi hai tim rồi. Tim rồi. Hai tim rồi. Hay rồi, hồi nãy ngoài kia đã nói lên cái kỳ là nó rồi, thấy mà dần khè. Bò. Không nói gì. Ơi con kia. Bò này ngon nè Hiếu. Thả cá xuống luôn ghê. Hay hay thợ có tâm không? Bò. Bò nha, bò nha. Bò. Đuôi chào bà. Gán kiếm buông xị đi về đổi tiền xăng. Con này 2.4 chết rồi. Ủa 2.7 là nhảy hồ luôn á. Hiếu rình hay quá em. Em trai em trai đã có kinh rồi. Chúc mừng em đã trưởng thành. Phú. Trời ơi dở mặt lên cho thấy anh em người ta chứ. Thấy anh hình này, thấy hình này. Có 2 con. Có 2 con à. Cái gì đăng trên mạng luôn rồi, nó thấy chứ. Bao lâu không mà em đã đem tính lướt của anh. Má tính lấy tính lấy. Thằng sân ở đây mà gần nó luôn á. Giờ nó cả tủ thanh sân đến rừng ở chỗ này. Anh Hiếu tính lấy cái ốp của mình Hiếu. Ôi. Ủa nay đi đâu ghé đây chơi hả? Mai cũng vậy. Dạ mai phụ hả? Mai đưa đầu bắt gõ. Mai chơi hả? Mai chắc cũng 5 cần anh. Trời ơi ông Xuân. Sao thấy mặt hết, thấy mặt Hiếu rồi. Lấy góc trên đây lấy xuống anh em. Nãy giờ thấy hoài trai rồi. Mệt quá à. Mặt nó quay con bò kìa. Mỏi tay quá anh. Trời ơi, quýnh mua pin mẹ bò nữa. Mẹ. Trời ơi, hùng mai nhau không à. Cái sốc á. Dạo này hồ nó cũng thiếu nước lắm á ta. Có lại đó là không vuốt, ông dắn xuống cần luôn. Sao đập heo được, con gấu kia đập heo luôn kìa. Bò ăn không, bò ăn lòng đèn nha. Bắt từ từ nấu lẩu luôn Hiếu anh ở nhà đợi nè. Nghe chưa? Ok, nấu nước sôi đi nha, em đem về chuẩn. Hiểu có đuôi thôi mà, còn sống mà. Mình kỳ nấu vậy ăn. Nấu nấu ai sao bệnh. À, hơn nữa ông tí. Hơn nữa hổ xíu. Trời đâu qua cái bệnh rồi. Hổ máu thao thao bự quýnh sát con bò bệnh. Mà quýnh là quýnh là quýnh cặp vậy nè. Không đánh thì đánh cặp không à. Lên tìm nha, lên tìm thứ tư rồi nha. Mà hồi quýnh lấy thêm buồn buồn lấy thêm con nữa còn nữa. Cái hoài chảy rồi, cái chảy mấy nơi. Má con nãy mắc cười, con nãy không có người cũng la nữa. Đúng giờ giống khùng quá. Bò sáng về mới làm nó về nhóc luôn. Ăn về đã lên chín. Về nhiều lắm. Đúng rồi nè. Hai ghê kìa. Hai đi á. Hai đồ bữa gì 3 ngày. Hai chút xíu nữa mặt ở đâu rồi. Chút xíu nữa coi. Cầm tiền cầm. Chưa đâu. Cầm đi. Vô đây, lấy nó tặng. Con bò này bò cái sao mắc cỡ nè. BD hả, cái gì mắc cỡ không dám lên. Lên chạm tâm cái này. À, anh tâm lâu lâu mới tới hả? Nó đâu rồi, sắp lên rồi, còn 3 tắc nước rồi không lên tới lại. Rồi sáng ăn cơm ăn lẩu hết rồi. Bây giờ kiếm này ăn cháo vịt về. Nó cũng bò 5 xỉ đúng không? Đâu có, con nó có 3 xỉ à. Có bao nhiêu ký? 21 à? 22 mấy. Con này 27 nhảy hồ luôn. 27 ký đó cho là
không có cho mới nhảy hồ đó. 27 kg là cắt ghê bỏ nha. Nhảy hồ luôn á. Nhảy hồ ôm đó. Ơi ba sĩ nữa, ba sĩ nha bà con. Tưới miệng luôn anh Chính. Tưới miệng nha. Rồi ok ôm lên đi. Từ em từ từ. Chưa đâu, nhảy rồi, dỡ lên. Được không? Được không? Cái quỷ bò con mà. Thôi, ba sĩ luôn. Ba sĩ luôn. Sáu lưỡi ăn có hai lưỡi à? Cá này khôn quá. Bò dễ bắt chết. Má cái kèm luôn rồi, dỡ không ra luôn. Lấy kèm đi, lấy kèm đi. Lấy kèm đi. Kèm sau lưng kìa. Rồi xả dây luôn, dây nó xe luôn. Dây này bỏ rồi, câu con bỏ hai con, rồi, hai con hả? Không, con kia cần kia không. Thôi, có hư. Mai bò đâu tao quên. Quên vậy chết rồi mà mai sao bò quên. Trời ơi, còn hả? Chết thiệt. Còn lưỡi nữa. Cái ủa nó ỉa luôn kìa. Đó. Lấy đó chấm bún bún ăn á. Á à, nào cứ lấy đó chấm vô bún bún ăn á. Ừ. Thôi giờ mệt quá rồi, nghỉ quýnh rồi. Còn gì đâu nó quấn. Má hồ. Cá nhà mấy con rồi chú Vinh? Hai con à. Hai con. Cái lũng má hồ có hai con bò rồi. Thôi đi. Ở đây có căng nè. Còn cáo khẽ gì. Có ký đồ á, 25. Ê có thằng té dứt cái hồ mày mất cá vậy. Cái, lấy cái hình bây giờ lấy nhớt hai vô mình nè. Thôi hết luôn. Nhiêu ạ? 26 2 2062 nhỏ con hồi sáng. Rồi lấy máy này chụp bà Hiếu. Rồi lấy cái tâm chụp vô ba người luôn. Khoan dừng lại.